Chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi một cái Roblox thể loại Chain Level, còn của nó là Infinite RPG mới đúng. đọc thấy đúng tiếng Anh luôn á, là Infinity RPG. Ok, thì game này khá là thuộc thể loại Chain Level như MU vỏ làm truyền kỳ hay là cái móc xì gì đó. Họ có game móc xì luôn hả? Ừ, cái móc xì thì móc cho nó xì ra là móc xì. Thì ok, game này là mới vừa vô là mình đã có được một cái code khá là bá đạo. Code này cho mình một cái gọi là từ một thằng nước mà lên một cái thằng rồ trong kích tắc luôn. Đây nha mọi người, code đây nha. In để ta đọc coi tiếng Anh nè. Code đây, impendingdom approaches. Ok, và hai cái dấu hai chấm và mình sẽ đấm vào random code. Rồi, ấy, và mình sẽ được nhận được một cái cây reel. Ok, này cái gì, có cái cúp. Trời má ơi, chà bá lửa luôn. Cây này gọi là bá đạo luôn ấy. Cây này là đam của nó là lên tới hơn 10 triệu đam. Hơn 10 triệu đam cho một cái cây này. Và mình từ hàng rô, có từ hàng núp lên được tới hàng rô luôn. Ghê hả? Nó núp lên tới rô luôn. Nhưng mà bây giờ là mình cần một cái thằng level nào cao cao tí để mà mình đi qua được cái cổng này. Sao mày mặc bộ đồ sô-cô-la vậy cô? Bộ đồ này là bộ đồ vải ba. Sô-cô-la đâu mà sô-cô-la. À, biết thêm màu nâu tự thịt, lộn, tưởng sô-cô-la. Vô đây nè, vô đây đứng nè. Có ai level cao không? Có ai level 7 không? Mở cửa cho mình đi vô luôn nè. Lạc quá, người ta mở cửa mình vô được hả? Đúng, người ta mở cửa mình vô được, nhưng mà chỉ có điều là phải có người mở cửa mới được. Ý, con okay. Thành niên chu cha nó chung cái búa 7 màu luôn kìa, kinh chưa? No. Wow, cái búa 7 màu kìa, kinh thật. Cái này chắc luyện dữ lắm rồi đó. Đẹp vãi chưởng luôn. Kia ơi. Vậy. Bâu lại chứ được không? Sao vậy? Nói thì rõ. Ok, ê, có một cái thanh niên mới vừa vô, trời, nó mới vừa mở cửa mà mình không vô được. Ai cầm cái bú bự dưới đây. Ok, có vô nè, ba vô nè, vô. Cho mở cửa vô ké, không vô được. Trời ơi, phải có người mình đứng sát vô rồi. Ok, đi vô luôn nè. Bây giờ mình vô đây là mình khá là ngon rồi. Nghĩ sao level 2 mà mình dám vô cởi tận trong này lẫn mà. Trời ơi, một đam chém của nó là 20 mấy triệu. Hú hồn chưa? Lên level 3 một lên level 3 một cỡ phải gọi là một cách là easy luôn. Ai da. Mày hả bưởi. Lên level 3 là easy luôn. Sao mày lên level lẻ vậy? Thì đó, lên level 3 rồi đó, mày lên level mấy rồi? Tao mới level 1 à. Ồ vãi. Ê mày đâu qua đâu được đâu ba, mày phải đợi lên level tiếp theo mày mới qua đó được. Nhưng mà phải có người mở cửa cho mày thì mày mới lên đây được nè, level 15 nè. Ừ, KS dữ quá mày ơi. Phải có người mở cửa thì mày mới lên được, không ai mở cửa là không lên được đâu. Không lên được. Ê mày. Vậy? Động này ít quái quá à. Có động kia nhiều quái lắm nhưng mà hiện tại giờ hình như là level ở đây nó khá là ít thì sao ấy. Ít. Nhưng mà đạt trách nhiếm vậy. Ít người level cao quá nên là không có vô được. Không, trời má ơi. Ok, level 2 rồi. Mà bây giờ đi ra là ra cũng không được luôn á. Cây là bọt đi. Cây là bọt, cây là bọt chu si bam đi. No. Ra ngoài đi. Mạng hôm nay lắc quá. Vô đây nè, anh ấy ơi, vô đây nè, cho em vô với anh ấy ơi. Ê, ra đây nè, cứu ra đây. Cây là bọt chu si bam đi. Tự cho nó chặn các ơi. Ít quái quá mày ơi. Ok, có thanh niên cho tao đi vô đây rồi nè, đi vô đây nhanh lên. Level 50 cộng phải không? Ừ. Vậy ké chứ, ok vô được rồi. Còn mày vô rồi hả? Vô động cao đánh không biết kinh nghiệm nhiều không nữa. Rồi, phải nói là cực kỳ nhiều luôn. Level 2 mà vô level 50 mấy như đúng rồi ấy. 51. Ủa, cái lên level 7 luôn rồi kìa, bá đạo chứ. Chỗ này giống bị đi liên kêu vậy. Vậy đánh quá. Có phải nói là cái lên level bá đạo luôn rồi đó. Level 6 luôn rồi. Lên level cực kỳ nhanh luôn, cái lên level 9 rồi nè ba. Đây boss chết, có boss kìa, cẩn thận coi chừng chết. Đây, có con em ở đây, để tôi đừng giành nha. Đây là Dark Spirit. Ok. Mày, boss, boss đâu vậy, boss đâu, boss, where is the boss, boss mới vừa ra rồi mình đập cho thằng boss về thành dưỡng sức liền. Ghê thật. Level 8, hay quá. Đây, quýnh nó đi. Trời ơi, má ơi, sao chỗ này mà đông dữ vậy? Hay quá, level 6. Wow, đông vãi trưởng luôn. Mấy tiền ta lên level, ta lên level 13 rồi nè ba. Nó nhanh vậy, có nhiêu tiền rồi? 3.000 tiền, nhưng mà tiền nói chung là trong này là không cần thiết tới nữa. Tại vì mày có cây kiếm, có cây búa quá ngon rồi. Mua đồ mặc mày.
hả? Không đâu cần đâu, mày cứ cầm cái cây cây này mày chơi trước đi rồi từ từ mày mua đồ sau. Ê, mày ở đây sai chứ sợ luôn mày. Sao vậy? Ok, chù chà quá ngon luôn. Ê mày, cái động nó tối rồi mà con bo con lính nó tối thui rồi. Ừ, lính lính hơi mờn tí. Ờ, giống mày đang cái bóng của mình nha. Rồi, ok, ok, đây 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 start đây, có nè. con boss nè, Này, ở đây có có con mình boss nè cô. ác hụt. Đâu rồi, đâu rồi? À, còn là được level 16 rồi. Quá ngon. Tao mất một à, ít Đây boss là quá, cái đánh cách quá. mà để là gọi là lên Mày, level nhanh có gì nhất. mày lướt, gọi nó có lướt thiên dương người cu. Ai ai ai? Con lính á, tao thấy nó lướt thật là mấy tao lắc nó bị giật á. Chắc là Đây đây, vậy. một em nữa level 55 máu 300. 300 máu, 300 máu là một sọt là về thành dưỡng sức. Đây đây, Ok, em đứng canh 51 boss, đứng canh level boss giết nè, đứng canh boss giết nè. Mày hồi bữa về chết rồi, à, mình chỉ cứ 12 đứng đây rồi. Mình đang canh boss, có nghĩa là game này đó là người nào mà biết được cái cách mà đi trend á, là chỉ cần là lấy code nhập ra được cái rìu này, đi vô hang động cao, đứng đó mà trend, đứng đứng đó trend boss riết luôn, là cỡ nào cũng lên level đó. Lên nhanh là đằng khác nữa. Để là chỉnh auto auto tự đánh. Đấy, thấy không, cứ đứng đây mà chém thôi, hết bài luôn, hết sảy luôn. Bạn đứng hai em ở đây đâu ra ba con nó chặt đá vậy? Đâu, ở Đứng đây đây có con à ba, ở đây là gì con ra boss bọt của con đó, đó. lại dành nữa cái thằng thứ gì á, đi chỗ khác Đó mày mà ta ké mày ở ngoài kia ít bóp quá vô ké xíu rồi ké kiếm con chục khỉ. cáo ăn chưa phải biết Ôi, chia sẻ tao chém không ít là toàn hơn 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 10 triệu đam cơ mà. Ủa kinh thật. Dễ sợ thì. Ủa đam nằm đâu tôi? Thì đó, nó hiện lên đó, 16 triệu. Wow. Quá thốn, quá Ké thốn. ơi, ké rồi. Ok, thấy nó Trời. từ kỹ rồi thôi mà đi vòng vòng Cái đi. này, cái này, cái Em này nó không đưa có có đi đi ra chơi là nha, tội để nghiệp. đi kiếm Phải chỗ nói là khác. tao thấy tội nghiệp mấy tao thấy tội nghiệp mấy thằng quái luôn á mày. Nói cho mày level 99 mà đi quýnh mày quýnh nhím nhiều. Ừ. Chậm cái chết, chậm cái chết. Tao thấy tội nghiệp mấy thằng quái luôn á. Tội nghiệp mà đừng quýnh nó. Không Không quýnh thì có không được được, nghiệp. mà phải quýnh. Dễ sợ thiệt. Quýnh ta xong rồi kêu tội nghiệp. Thứ gì á. Ok, mình đã lên được level 22 rồi, thằng Vami nó cũng đã lên được level 16. Chén đây 16. ngon nè mày. Ok. Chén đây một Ừ. phát là lên level liền luôn ấy. Tao mà có chiêu ấy dạ, rồi ăn cám, cái ngắt rồi. Có ai cho tôi vô ké chắc rồi. À, có thanh niên gì a xe hoàng hoa 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 long gì đó. Long hôi gì đó, đã cứ cứ Gì cứ lộc cứ cứ hồ kêu. ta. Ê, có ai cho vô, ai mở cửa tao vô với. Tự nhiên sao nãy mày chết vậy? Ai biết rồi, ok vô được rồi. Ủa, ai vô vậy, ai cho vô vậy? Có 7 mà, cái động level 7. Vãi, coi như mày vô động level 7 chứ ba, là động level 7 là mày vô cái một rồi, không cần ai cho vô đâu. Ok tôi ra được rồi, có đâu, không chưa được ba ơi. Ờ tao level 16 rồi. Ừ, mày nghĩ sao vậy? Mày Ai level biết, có 16 là không mày cho vô vô dư mày. xăng rồi. Nãy vô nó không cho vô. Có một thằng kia vô tao mới được vô, đây là động level nhiêu đây? Vãi, 21, vãi cả 21, hát. vô ké Ở đây là rồi. không có ai Lên, hát lên, đâu, mà ở đây còn lên. Lên, gọi là chơi lên mà cho chơi tôi vô. dạng như là gọi là mẹo ấy, mẹo, đúng rồi, mẹo chứ không phải là hack. Ở kìa. Hả hả? có ai chỉ chỉnh cho tao vô level 50 ké với. Vậy mày đợi đi, khi nào có lên level 50 có cho mày vô. Level 50 hết clip bà rồi. Bây giờ sao vô ba nó đứng ngoài một đống kìa. Mày mày coi thử coi ở đó có ai level 50 không cho mày đi vô két kìa. Rồi má level trăm mấy luôn. Con kia phạm level hai mấy. Hay Ừ. mắt. Kệ, có thanh niên level 49 kìa, kìa nó chen lên level 50 đi rồi, rồi nó cho mày vô. Ok. Vô được chưa? Vô được chưa? Chưa chưa chưa. Ok, boss đây để coi mình đánh con boss là được. Lên được chu, đánh được con boss là lên được ba mươi mấy phần trăm luôn á Ghê vậy. chứ. Ừ, level 28 rồi. Có boss luôn mà, máu tao đang hiện tại 580. Ê mày có nâng kỹ năng tiềm năng gì không? Gì máu mày 508 kinh vậy, máu tao có 125 mà ba. Ai biết nó tự lên đó ba, lên level nó tự Đâu, lên á. máu tao có 125 à. Ủa cái máu là cái xanh 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 đúng không? Ừ, xanh xanh á. Đúng rồi, máu tới 508 lận. Ủa dữ vậy, sao máu tao có Ừ. 125 vậy? Ê Thiên dương ba. mày mặc bộ đồ gì vậy ba? À, mặc bộ đồ an bang. Vãi, vãi cái an Lộn, bang. ai nấu Bộ lộn đồ lộn 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 định quốc định quốc rách rưới vậy. lộn tao mặc À, áo an tím đó bang hả? tao mặc À, áo bộ đồ tím an bang có cưỡng áo đâu bà, mặc đồ cái bang chứ lộn. vãi cái bàn trời ơi 50 chưa cho lên giới trời ơi ngầu ở trong nó có ai Ok, level chết, 50 chu không cha mém, mém nữa là nó quất cho mình về thành dưỡng sức rồi. Tao đó là được level 30 rồi. Yes.
Mày 30 rồi, chừng nào mày 50 mày ve chứ chưa gì ve mày. Có ve, có ve vậy thôi rồi. Ok bây giờ là mình sẽ ra ngoài mình dẫn thằng 30 đi qua chỗ kia đánh. Đi không à. Đi qua chỗ kia đánh không? Mày đâu rồi? Tao vô không được, tao đang đứng chờ nãy giờ nè cu. Để xíu, tao lên level 33 đó, hình như chỗ kia 33 mới qua được. Tao không hiểu làm sao mà ngộ à. Ngộ sao ngộ? Nói chuyện thì mức rượt mà không biết sao quýnh mà con boss đó cứ lâu lâu đứng. Bài nó một cái nhéo nách tao cái cú hụt chi mén. Đù nhéo nách luôn. Hèn chi tội nghiệp nhỏ nhỏ bị thúi mũi luôn. Quỷ hà. Resona hân hạnh cài trở chương trình này. Ngày mai là thứ bảy, ngày mai là chung kết Việt Nam. Ngày mai là chung kết nên là mình không biết ngày mai là thắng hay thua để mà đi bảo nữa. Phải cái đi bảo thằng Nikia đi bảo. Thằng Nikia mà đi bảo chắc chủ nhật phải dắt cái vô bệnh viện tiếp tập 2 quá. Ok tao đủ rồi nè, đi bây giờ tao ra nè. Ra đây. Đợi chết, mày qua cộng 7 mày vô cộng 7 chứ đi. Cộng 7 đâu? Đây đâu. Ok và mình đi, giờ mình đi về thôi. Nè, tao nè ba, tao nè. Mày đâu rồi? Không, tao không thấy mày. Đây nè, sau lưng mày nè, đằng sau quay. Cục xe rồi, rồi thấy quy cục xe di động rồi. Bên phải tao quay. Ai luôn rồi, tao thấy mày bay luôn rồi. Đó, đây nè. Vô. Ok, thấy rồi. Ai và mình đã đi vô lại được bên trong cái động 7. 7 này hình như là ít quái quá cô. Không phải ít quái, nói chung cái động nào nó cũng ít quái đó. Vô, quay đây nè ba, quay đây nè, quay trái nè, quay phải, trái phải tao. À quay trái chứ, lộn. Cứ kìa mù hướng. Mù hướng luôn mới ghê chứ. Trời ơi, chặt quá trời mà nó không mất máu đây. Level 32. Level 61, ô lộn 16. Về lính quá trời luôn, mà quýnh nó không trúng, lụ đạn thiệt chứ. Ok, đi qua đây nữa nè ba, qua đây nè. Ở đây có giáp nè, mày đủ level bao nhiêu rồi? Tao mới 16 à. Mười mấy cái level bên đó, mười mấy nhận được. Hả? 18 hả? Từ từ tao lên 2 level nữa. Không mấy mày đứng mày bật F9 cho tao luyện kêu đi. Được, tao bật được tao không cho mày bật. Mày luyện được tao không cho mày luyện á. Đừng cởi đồ ra ra ba để tao quýnh hư đồ luôn. Cái động đây bây giờ là mình sẽ đi lấy cái bộ giáp. Ê có cái động 24 cộng rồi mày vô cho tao vô ké đi cu. Đây vô nè, vô. Vô 24 cộng nè. Vô. Từ mày chưa vô mà. Vô đi ngang qua đang đứng này có mở cửa cho mày mà. Tao bị lắc rồi ba cậu, ok. Trời ơi mình mở cửa cho nó mà nó không thèm qua luôn mới ghê chứ thiệt tình. Người gác kìa. Ui cái giáp màu hồng kìa, giáp màu hương. Giáp màu hương. Cái vợ nhiêu lát rồi, cái vợ nhiêu. Ủa sao giáp màu hương mang không được, có level 32 rồi mà. 30, mày phải có 300 máu mới mang được cu. Ủa làm gì có vụ hư cấu vậy. Đi dưới kìa 300 heo kìa. Nghĩa không, cái đó là cộng thêm 300 máu chứ đâu phải là 300 heo. Ủa vậy hả? Tưởng đâu mày đủ 300 heo mới cho mày vô chứ. Đã xíu mày để tao về nhà tao coi thử coi có lấy bộ giáp khác thử xem. Ừ. Lát nước nhà nó biến, nó giáp mặt của giáp hồng nó biến thành nguyên con bóng bự bự. lắc rồi. Ê hình như tao cũng lắc rồi, tao không có mặc giáp được mày ơi, để tao reset nhân vật. Tao chém người ta bấy bá luôn nhưng mà người ta không chết, người ta kêu dễ gì mà giết được tao ai. Vãi hư cấu. Tao này level 17 rồi. Tao ráng tao lên 18 tao chạy qua kia tao lấy cái giáp. Wow, trời nó lắc nãy giờ máu tao lên được 1900. À 1009 mới ghê chứ. 1009 hả? Ôi máu tao lắc nãy giờ tao không biết luôn. Vãi lực. Vãi điên. Thằng người ta hắc mắc là máu tao tăng mà máu mày không tăng. Ồ hư cấu dễ sợ luôn ấy. Nói chung là mày bệnh nên là cái máu của mày nó bệnh theo mày luôn rồi. Ừ chắc vậy quá. Ok. Hey, bây giờ là tao đủ để tao mặc được cái bộ giáp màu hường rồi đó. Ừ la mặc hường tao ngắm cái coi. Ở thanh niên ra trận mang quá nhìn dễ sợ, mặc nguyên bộ giáp màu hường. À, mặc nguyên cái gì đây, cầm nguyên cái rìu Wix A quá trời đẹp rồi, cầm mặc hey. Mặc thêm cái bộ giáp màu hường vô nữa. Ấy màu hường nó cool. Ở nó tăng tốc độ di chuyển luôn kìa. Mày mặc bộ đồ nó vô màu hường vô là đúng mình mẻ luôn kìa. À tao biết mà. Để coi xuống level được chưa ta. Trời má ơi nó hường thiệt luôn, hường cánh xe. Ê level 33 nè, xuống đây nè, level 33 nè, đi. Vãi kìa nó hường cánh sen. Mày lên level bao nhiêu rồi? 17. 17 chưa đủ nữa. Rồi đứng vô đi, coi bật ra, bật xuống nè, rồi vô. Vô, tao chưa vô, tao đang lắc. Ok. Rồi ok à. Trời giống mày vượt quá chứ, tiểu long nữ đang. Ủa chết cha rồi, cái này đi hướng nào ba, đi hướng nào? À hướng này nè.
đúng không? Để trong nữ đi trong nhiệt quá đúng không ta? Wow, ấy cá Nemo kìa. What the hell, giết cá Nemo. Trời ơi, tiêu diệt cá Nemo đi. Cá Nemo có ghê chứ trời, cho con mắt nó nhìn. Ôi con boss, con boss, con boss, mini boss hả? Con này thì mini boss, mà này thì mini boss. Ồ, thấy bà rồi, lắc quá. Wow. Lắc quá. Wow. Ơ kinh dị. Level 37 là sẽ được một cái giáp để sẽ được một cái kia. Quái đạn kia. Hay, anh ở dưới biển rồi. Ủy boss kìa, boss, 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 boss. Yeah, quýnh chết con boss đi. Cá mập nữa hả? Ừ, cá mập đó, boss cá mập đó. Ok. Hay là hay hư cấu rồi đó. Ê, cái giáp này 37 hả? Trời ơi, cá mà chết lật ngửa bụng luôn mới ghê chứ. Phải. À, level 34 rồi, mày level nhiêu rồi cu? 18, level 18 đủ rồi. Đủ để mặc được cái kia rồi kìa. Tử tin, trời cái mập gì nó ngút nguyên cái mỏ, nguyên cái mỏ lên mặt đất kìa. Yeah, boss, okay. Yeah, mày chặt với. Đó, mày chặt đi, mày chặt đi. Ok. Mày lên được level 19 chưa? Cho, tao không quen mày đi ra đi. Ok, vậy là bây giờ chắc là mình sẽ phải đi lên trên thôi. Ở đây mình trên level hơi bị lâu. Rồi, có level 46 ở đây nè cục. Level 46 là boss đó, tao chưa vô được. Ủa, chưa được, mày level nhiêu rồi? Có level 35. Ráng đi, ráng cày lên 46. Để coi cái level về, coi đi qua thử coi có thanh niên nào cho mình. Cho rồi, level cao nhất là 51 mới ghê chứ. Thiệt tình. Ok. Vãi là không thể nào kinh được là luôn. Nãy giờ đứng quýnh con boss trả dược viên nào, đá chưa ráng trả được phần trăm nào. Ok, đây level 19 rồi. Mày ở đây có cái level nào cả. Ồ, ở đây có cái level 25 nhưng mà không vô được. 25 mà sao vô được, mày ba mấy rồi hả? Không có, 25 vô được nhưng mà dạng như là nó sao cả. Ý, ở đây có bộ đồ nè, tao quên mất. Yeah, đây, ở đây có một cái đường để đi vô lấy bộ đồ nè. Ở trong đây là cái bộ đồ 500 máu. Ồ, à bộ đồ 500 máu lận mà, trời bệnh diệt cử, nhưng mà mình lấy không được. Vãi lận. Ê kìa. Hả hả? Alo. Vậy vậy vậy. Giờ tao phải xưng bạn đi, bạn với mình đi, nghe nổi da gà chơi. Hả cậu tớ đi. Ồ phải cái cậu tớ, mày nói với cậu nghe ngọng tận sao ba. Ok, và cuối cùng mình và ba mi cũng chỉ có mục đích là chen và chen thôi. Okay, game này phải nói là núp. Game này phải nói là núp mà có được cái núp sở hữu cây rìu đam 10 triệu. Ôi. Cái rìu nhiêu? Đam 10 triệu. Đam 10 triệu. Ừ. Đam 10 triệu. 10 tờ rìu. Ok, dừng lý Piku. Ok, thì mình Pika đấy. Oh yeah, mình lên được level 20 rồi. Ồ vãi. Dừng video ở đây thôi. Thì bạn nào thích cái video này thì nhớ like, share video và nhớ subscribe cái channel của mình Pika để nhận nhiều video mỗi ngày nha. Chào mọi người. Bye bye mọi người.